Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em đang cầm trên tay để gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là cái Mobin, hay chúng ta còn gọi là cái Denco. Denco bãi của xe DU Matiz 2, Matiz 3, với các cái phần như phần con quay này, IC này, và phần trên nó chính là cái phần chiết điện, như chúng ta hay gọi là lắp chiết điện đấy ạ. Đây sản phẩm này là hàng second hand của hãng Mando anh em nhé. Đây là sản phẩm còn nguyên đai nguyên kiện này, đó, chưa hề bóc gì. Đây, anh em có thể nhìn này, từ cái ốc chưa hề một vết chảy xước luôn. Đây là hàng bãi nguyên bản anh em nhé. Anh em mà có nhu cầu cần quan tâm hỗ trợ tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ thay thế lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.